Xin chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn một cái tựa game vượt ngục. Thực ra là tựa game Escape. Thực ra nó cũng không hẳn là vượt ngục, mà đây là cái tựa game chúng ta sẽ đi lên cái chuyến du hành, và sau đó là có các màn vượt qua những cái địa hình cực kỳ là khó khăn và hiểm trở. Thì game Escape này của nhà phát hành Cash App, đây là một cái nhà phát hành mà theo như mình thấy thì ở thời gian gần đây là nhà phát hành này liên tục có các tựa game được ở trên top new game của Apple Store. Và đây là chúng ta đã tham gia vào giao diện của game. Khi mà tham gia vào giao diện của game thì chúng ta có thể thấy là có các chế độ chơi như New Adventure hay là Continue Adventure, đây là hai chế độ, và Daily Cello. Thì ở cái phần Daily này thì cứ mỗi ngày thì nó thay đổi các địa hình, còn cái này chúng ta sẽ đi theo cốt truyện. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vào đi theo cốt truyện, mới vào tên lửa rơi xuống là điểm không may mắn. Thì khi mà tham gia vào game thì chúng ta có thể thấy là giao diện của game nó rơi vào tầm là tương đối đơn giản. Khi lấy bối cảnh là chúng ta sẽ tham gia là cái phi thuyền, và sẽ là vùng đất chúng ta đang bị chết chóc, và sẽ sử dụng phi thuyền này để có thể vượt qua được các cái hiểm trở hay là thử thách, và cứu được thêm càng nhiều người càng tốt. Đấy, ở chế độ chơi này thì chúng ta sẽ đi cứu người. Còn lát nữa thì mình sẽ đến cái chế độ chơi tiếp theo. Đây, khi mà đấy là chế độ Aventus, và bây giờ là chế độ Daily. Ở chế độ Daily thì ở mỗi ngày thì nó lại mỗi khác, và chúng ta đi cứ bay qua một vạch trắng thì chúng ta được một điểm, và càng nhiều điểm thì chúng ta càng khỏe. Đấy, chế độ này như kiểu là chế độ bay vô hạn, chế độ Elite như một số game. Thì game này thì nó cũng khá là đầu tư một chút về cái phần âm thanh. Âm thanh chúng ta sẽ nghe được những tiếng tên lửa bay gầm gừ, gào rú các kiểu là, và sẽ là những tiếng sập sinh của những cái kỳ hủy diệt. Đấy. Thì ở đây thì ở cái hình này nó xong thì không giống như ở chế độ Adventus, là ở Adventus thì chúng ta đi theo cốt truyện, ở chế độ này thì lần sau chỉ là tông màu xanh hoặc là màu đỏ, màu vàng cho nó trở nên cái đỡ nhàm chán này thôi. Ngoài ra thì game còn có một số cái chức năng khác, như là khi các bạn ấn vào menu thì nó sẽ ra phần bên ngoài, và bật tắt âm thanh thì chúng ta có thể tắt được ngay trực tiếp ở trong game, hoặc là tắt ở phía âm thanh ở bên trên này. Và bài hướng dẫn và trải nghiệm tựa game Escape của mình đây kết thúc. Chúc các bạn có những khoảng thời gian trải nghiệm game vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Rồi sẽ ấn vào đây để upgrade, và đây thì sẽ gặp một cái thằng bắn súng nó nấp bụi, thì chúng ta sẽ ấn đây để phát hiện. Thì chúng ta nên sắp xếp cái vị trí công thủ đứng ở phía đằng sau để nó có màn phòng thủ một cách tốt nhất. Cái thằng